Hello, xin chào cô chú, xin chào anh chị, bà con cô bác từ xa nha. Ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 4 năm 2023 và Bò Vinh rất vui gặp lại cô chú anh chị trong video mới này. Trong video này, Bò Vinh sẽ giới thiệu cô chú anh chị một số loài linh, bò cái xác, bò mẹ con. Hy vọng là cô chú anh chị theo dõi video đến tận cùng để chọn lựa được những con bò yêu thích nha. Thì đầu tiên ở lô số 1 này là hai con bò được chốt hai cô chú anh chị ha. Chiều cao hai em này cũng khá là ngang ngửa với nhau, tầm khoảng là 9 tấc 3, ngay chỗ vai trước, chỗ thấp nhất cô chú anh chị. Luồng tháng thì tầm khoảng là 4 tháng rưỡi 5 tháng, và hai con bò này đã dứt sữa rất là lâu rồi nên cô chú anh chị yên tâm nha, có sao thì vậy thôi, không có xuống bò ha. Thì giò cẳng móng miết nghiêm chỉnh, không có lỗi phải gì, cũng xương á, xương giò xương cẳng thì cũng thuộc dạng như tầm trung, còn mông má dai lưng thì cũng như thuộc dạng khá khá bò, không xuất sắc, không đẹp lắm, nhưng mà cũng không có phải thuộc dạng như là ốm đói xiêm dưỡng ha. Thì hai em này, anh chị nào có luồng tiền mỏng mỏng thì làm một cặp để nuôi lâu dài thì cũng rất là ok ha. Nãy giờ Bò Vinh quên nói nữa cô chú anh chị, hai bò này đều là bò F1 hết ha. Hai con này là đều là bò được kem F1. Chiều cao á, thì Bò Vinh xin nhắc lại là 9 tấc 3, và mông má thì cạnh đuôi cô chú anh chị quan sát ha, cũng khá là to nè. Lưng cũng hở hở nè. Mặc dù thì nó không căng lắm nhưng mà nó cũng có cái hình cái tướng của chú anh chị. Rồi, Bò Vinh không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa, Bò Vinh xin báo giá luôn ha. Cặp bò này Bò Vinh xin bán với cái giá là 16 triệu ha. 16 triệu, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh và cái số điện thoại là 0366356635 ha. Nói chung bò rất là nghiêm chỉnh sạch sẽ, thuộc dạng bò mini nhưng mà cũng rất là cứng cáp ha. Cặp bò này ăn uống rất là khỏe mạnh, cô chú anh chị yên tâm nha. Đã dứt sữa từ lâu rồi và tự lập, tự ăn uống rất là bình thường. 16 triệu cho hai bò này, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 2, gồm có hai đực nữa cô chú anh chị ha. Rồi, ở lô số 2 này gồm có một con ba bê và một con kem. Luồng tháng thì nó trội hơn tầm khoảng 5 tháng, 5 tháng rưỡi so với lô số 1 ha. Và tướng tá thì nó cũng đẹp hơn. Nói chung là nó hơn cỡ chấm chấm gửi bò của chú anh chị. Cặp bò này thì con kem là F1, ba bê thì F2 ha. Và nói chung thì theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy rồi, con ba bê nó rất là lực lưỡng, rất là biên lực. Nhìn nó thuộc dạng như là cũng thuộc bò mẫu cô chú anh chị, khá là đẹp ha. Còn con kem á, thì cô chú anh chị quan sát cổ cần của nó cũng rất là ok á. Thì cặp bò này á, Bò Vinh bỏ vào quay chung, cô chú anh chị thích xài ba bê thì xài, và thích xài kem thì cũng có thể mua được bình thường ha. Bò Vinh có thể tách ra được bình thường hết. Thì nói chung luồng tháng á, thì tầm khoảng 5 tháng 5 tháng rưỡi rồi và đã dứt sữa rồi nên cô chú anh chị cũng yên tâm ha, ăn uống khỏe mạnh bình thường. Con ba bê á, thì nó mới tách mẹ được khoảng 2-3 ngày thôi. Còn con kem thì đã tách mẹ khá lâu rồi. Thì chiều cao thì Bò Vinh xin báo ha, là chiều cao nó ngay chỗ vai trước thấp nhất là tầm khoảng 1 mét, và luồng tháng thì tầm khoảng 5 tháng 5 tháng rưỡi bò. Còn giá tiền thì Bò Vinh xin báo luôn ha. Cặp bò này Bò Vinh xin bán với cái giá là 18 triệu 500 ngàn ha. 18 triệu 500 ngàn, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh nha. Nói chung là cái con ba bê thì tướng tá của nó khá là xịn sò đó cô chú anh chị, rất là ú ha, lực lưỡng, lưng dai đồ rất là hở ha. Còn kem á, thì nó hơi yếu hơn ba bê chút xíu ha cô chú anh chị. Thì lỗi phải thì không có lỗi phải gì hết, bò này hai con này là rất là nghiêm chỉnh, rúng giò cẳng đồ cũng ok hết luôn. Chiều cao á, thì cô chú anh chị cứ ước lượng ha, ngay chỗ vai trước chỗ thấp nhất của nó là đúng 1 mét á. Giá tiền thì Bò Vinh xin nhắc lại nha, 18 triệu cho cặp bò này. Cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho Bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 3, gồm có 3 con bò được lỡ ha cô chú anh chị ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là một cái con ba bê F2 và hai con kem F1 ha. Con kem ngoài bìa này là cô chú anh chị, chiều cao nó cao nhất ha, tầm 1m15 bò. Còn con ba bê và con kem nhỏ hơn á, thì chiều cao nó tầm 1m12 bò ha. Và nói chung theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy con ba bê nó rất là đẹp ha cô chú anh chị ha. Còn hai con kem thì được cái xác. Con kem 1m15 này nè cô chú anh chị thì nó là khá là già bò rồi, nó tầm khoảng là 11 tháng rồi ha.
còn ba bê tầm 9 tháng và con kem còn lại thì cũng tầm khoảng 9-10 tháng ha cô chú anh chị. Thì ba bò này thì bỏ dinh bỏ dầu quay chung, còn anh chị thích xài nào thì xài ha. Nói chung giá cả thì ba bê nó trội hơn rất là nhiều so với hai kem rồi. Thì chiều cao thì bò dinh xin nhắc lại nha. Con ba bê là 1m12, tiếp theo là kem hơi đỏ đỏ đó cũng 1m12 và con kem trắng trắng bìa là 1m15 bò ha. Thì nói chung ba em này thì giò cẳng thì cô chú chị yên tâm nha, rất là thẳng hàng, móng chúng đàng hoàng và nói chung là xương cẳng cũng thuộc dạng khá nè cô chú anh chị. Ba bê thì theo quan sát của chú chị cũng thấy rồi, mông má của nó khá là khủng bố đấy. Và đương nhiên thì trong đây cái luồng tiền á, thì nó trội, nó mắc hơn khá nhiều so với hai anh kem ha. Rồi, cô chú anh chị thích ba bê á, thì cũng có thể alo cho bò Vinh nha. Còn anh chị nào thích hai anh kem sát á, thì cũng có thể alo bình thường, bò Vinh có thể tách ra được bình thường hết á. Và bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Ban bò được lỡ này á, thì bò Vinh xin bán với cái giá là 42 triệu ha. 42 triệu cho ban bò này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Đực 3B thì cô chú anh chị quan sát ha. Tướng phọt cực kỳ khủng bố luôn. Nói chung là hàng cũng thuộc hệ dạng như là đồ hàng mẫu vậy đó ha cô chú anh chị ha. Còn hai kem thì nó dẻo dẻo thôi, nhưng mà nó khá là già bò rồi. Và nói chung thì xương cẳng rồi này nọ thì cũng thuộc dạng bự ha. 42 triệu cho ban bò được lỡ này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Trong đây thì cái con yếu nhất là con kem bên tay phải nè cô chú anh chị. Đây nè, thì nó thuộc dạng như là so với hai con còn lại thì nó hơi yếu hơn ha. Còn lại hai anh em này thì nói chung tướng tá nó rất là đẹp rồi. Dài đòn nữa nè cô chú anh chị. Kem trắng này là khá, kem vàng vàng trắng trắng này nè, khá là dài đòn đó. Rồi, 42 triệu cho lô bò này ha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 4 ha cô chú anh chị ha. Rồi, ở lô số 4 này gồm có hai đực ba bê F1 ha cô chú anh chị ha. Chiều cao của con đực bông gấm gấm này nè cô chú anh chị là 1m08 bò ha. Và luồng tháng của nó rất là già tháng rồi, tầm khoảng là 9-10 tháng tuổi rồi. Còn con đen bóng bên tay phải nè, chiều cao của nó là 1m04 bò ha. Và luồng tháng nó tầm khoảng là 6 tháng bò thôi. Con 6 tháng tuổi này cái phọt của nó khá là đẹp á cô chú anh chị, nhưng mà nó ăn chưa có tới á, nên cũng chưa thấy được cái độ xuất sắc của nó ha. Giò cẳng thì rất là thẳng hàng, móng chúm đàng hoàng. Còn cái con bông gấm gấm này nè cô chú anh chị quan sát cái giò trước ha, móng của nó không phải móng hài nhưng mà nó cũng không được đẹp. Chính vì chỗ đó thì giá tiền của nó khá là mềm á cô chú anh chị, nó mềm mỏng hơn cái con 1m04 nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà không ngại xài bò lấu bò xấu xấu á thì có thể quan sát 3B gấm gấm này nha. Luồng tiền của nó khá là mềm mỏng đó cô chú anh chị. 1m08 là gần 1m1 bò, 9-10 tháng tuổi rồi, cũng thuộc vô gần như lỡ lỡ chốm lỡ ha cô chú anh chị ha. Mông má là ok nè. Lưng dai thì bò Vinh sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ha. Móng giò móng cẳng thì con nhỏ này nè thì nó ok hơn so với con bự nè, móng chúm hết nè. Đi đứng rất là nhìn rất là bắt mắt. Còn con bò bự này nè, cái móng trước của nó cô chú anh chị thấy không? Nói chung là nó không phải thuộc như móng hài, nhưng mà tại do đứng chuồng heo của chú anh chị, đứng riết rồi nó hư cái móng giò đó. Giò sau thì vẫn móng chúm, giò trước thì nó hơi đặc biệt ha. Thì nói chung thì cũng đi đứng bình thường, không có lỗi phải gì đâu, cô chú anh chị yên tâm nha. Thì nó xấu cái móng thì nó xấu cái giá được rẻ đó cô chú anh chị. Còn chuyện mà mình lựa bò chuẩn bò mẫu thì đương nhiên giá nó trội hơn rồi. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Cặp bò 3B này, bò Vinh xin bán với giá là 23 triệu 500 ngàn. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Còn anh chị nào thích xài con 3B gấm gấm này không thì cũng có thể alo cho bò Vinh được bình thường ha. Bò này khá là già tháng, cứng tuổi rồi, sừng cũng dài rồi nè cô chú anh chị. Nói chung là mấy bò này về dỗ thì nó nhanh lên nè. 23 triệu 500 ngàn cho cặp bò này. Số điện thoại của bò Vinh là 0366356635 ha. Còn trại bò của bò Vinh là ở Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh ha. Rồi, bây giờ mình chuyển qua lô số 5 ha cô chú anh chị ha. Rồi, ở lô số 5 này là gồm có là hai con cái 3B F1 và một con kem F2, kem trắng F2. Thì thuộc dạng như bò gân gân, bò dẻo dẻo, bò lấu
Nên cô chú anh chị nào làm bê cạo thì dỗ bê cạo đó thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. Thì ban bò này thì nó luồng tháng của nó không không ước lượng được cô chú anh chị. Cặp bò cái này nói chung là rất là già rồi, nhìn sừng nhìn mặt mày cô chú anh chị cũng biết rồi, nó thì rất là già tháng rồi. Có con kem thì nó hơi non tháng nè, kem này nó tầm khoảng là 6 tháng 6 tháng rưỡi à cô chú anh chị. Còn hai con ba bê thì nói chung nó rất là cứng cáp rồi, rất là già tháng rồi, mặt mày nó là sừng bọng của nó là bò F1 nè cô chú anh chị. Rồi chiều cao á, bò Vinh xin báo luôn ha, nó vào cái khung là 9.7 9.8 ha cô chú anh chị, ngay chỗ thấp nhất quằn nhất ha. Ba con này vô là khung là 9.7 9.8, và theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy là con kem á nó ú hơn so với 2 3B ha. Đổi lại thì 2 3B thì nó gân gân bò nhưng mà nó khá là già tháng rồi, thịt thà của nó khá đẹp đó cô chú anh chị. Anh chị nào mà bắt về để dỗ tính bò cạo đó thì có thể xem xét cái lô bò này cho bò Vinh nha. Bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò này bò Vinh xin bán với cái giá là 19 triệu ha. 19 triệu cho ba con 3B, hai con 3B và một con kem F2 này ha cô chú anh chị ha. Chiều cao bò Vinh xin nhắc lại nha. Ngay chỗ vai trước thấp nhất của nó là 9.7 9.8 đó. Con kem này nè cô chú anh chị thì nó cũng khá là tròn rồi nè. Nó cũng gần đủ thịt rồi ha. Còn 2 3B thì gân gân dẻo dẻo. Anh chị nào xài loại B nhỏ thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. 19 triệu cho ba con bò này. Rồi, nói chung thì thuộc dạng như bê cạo bê thịt nên bò Vinh cũng không có nói nhiều ha. Đi đứng khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Bò này đắp thịt lên khoảng tầm khoảng tháng 2 tháng thì có thể mình sức ra được là bình thường ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 6 ha cô chú anh chị ha. Rồi, trước màn hình của cô chú anh chị là 4 con 3B. Nó cũng bằng trang bằng lứa với nhau ha cô chú anh chị. 4 3B này chiều cao của nó là 1m04 1m05 bò, khá là cân đối với nhau. Thì bò Vinh cuộc để quay chi tiết móng giò móng cẳng lưng dai đồ cho cô chú anh chị quan sát cho nó kỹ tí xíu ha. Chút xíu nữa bò Vinh sẽ thả ra cho cô chú anh chị quan sát nó đi đứng ha. Lưng dai thì nói chung con nào con nấy cũng ốm ốm dẻo dẻo thôi, cũng không có phải là mập tròn ú gì. Chiều cao thì nó cũng bằng trang bằng lửa với nhau là 1m04 1m05 bò. Luồng tháng thì cũng khá là già tháng rồi, 9 tháng 10 tháng có ha cô chú anh chị ha. Rồi, bốn bò này thì có hai con đen và hai con hơi đỏ đỏ. Thì thuộc dạng như dòng 3BF1 hết ha cô chú anh chị ha. Thì sổ mũi rồi luôn nè, có hai con sổ mũi rồi. Lưng dai thì cô chú anh chị cũng thấy ha. Nó cũng chưa có đầy đặn thịt thà gì đâu ha. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò này, bốn con bò này, chiều cao tầm 1m04 1m05 bò này, luồng tháng tầm 9-10 tháng tuổi này, thì bò Vinh xin bán với cái giá là 36 triệu ha. 4 3B cái, 36 triệu cho lô bò này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Còn bây giờ mình chuyển qua tiếp theo lô số 7 ha cô chú anh chị ha. Rồi, ở lô số 7 này cũng gồm có 3 cái 3B ha cô chú anh chị ha. Con bên phải là thấp nhất là 1m05 bò, còn con đỏ đỏ này và con bên trái là 1m01 ha. Thì ba con bò này thì nó cũng thuộc dạng như ú ú tròn tròn hơn nên bò chị Vinh xếp vào chung một lô ha. Thì nói chung nó đẹp hơn so với lô vừa rồi tí xíu và nó chọi hơn cỡ 1.5 bò ha cô chú anh chị. Thì mấy con bò này thì cũng thuộc dạng như là già tháng hết trơn rồi, cũng tầm 5 tuổi rồi nè cô chú anh chị, nên cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Có con này nè tầm khoảng 9 tháng nè, 1m05 bò, còn hai con còn lại thì cỡ 5 tuổi rồi. Thì ba bò này bò Vinh bỏ bò quay chung, còn cô chú anh chị thích nào thì cũng có thể alo cho bò Vinh được ha. Nói chung những con 3B cái mà già tháng như thế này thì dỗ nói chung cũng rất là nhanh lên ha, và thịt thà của nó khá là đẹp đó cô chú anh chị. Thì con màu đỏ đỏ và con đen bự á, thì vô một cặp nó cũng tầm ngang ngửa nhau là 1m01. Có con này nó hơi lùn hơn tí xíu nè, tầm khoảng 1m05 bò thôi. Rồi, ba con bò này bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Giá tiền của ba con này là 30.500.000 ha. 30.500.000. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Số điện thoại của bò Vinh thì bò Vinh xin nhắc lại là 0366356635 ha.
Còn trại bò của bò Vinh á là ở Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh ha. Nói chung những cái con bò ba bê này thì nó cũng không ốm không mập ha cô chú anh chị, không ốm lắm, cũng không có được mập căng tròn, nên cô chú anh chị nào xài thịt xài bê thì có thể xem xét bắt chỗ lên thêm ha, chứ thực sự thì nó cũng không có như bê như thịt ha, nó cũng còn khá là dẻo đó. Bò ăn uống khỏe mạnh và nết ăn rất là ok ha cô chú anh chị ha. Rồi 30 triệu 500 ngàn cho cái lô bò này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo liền cho bò Vinh nha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 8 ha. Rồi ở lô số 8 này là cái con sin này á, là chưa có đẻ lứa nào ha cô chú anh chị, nhưng mà nó cũng cấy không đậu luôn ha cô chú anh chị, dạng như là nó nuôi 3 năm rồi mà không đòi nọc á, chưa chưa đẻ lứa nào luôn, nói chung vú mồm là chưa giựt sệ bên nào hết, còn nhỏ xíu à. Còn con này thì bò sát ha, 3B, 3B F1 nè, có bông trắng rồi đàng hoàng luôn ha cô chú anh chị, dưới bụng nữa, nói chung là đầy đủ. Thì 3B F1 này á, chiều cao của nó thì khá là trội ha, 1m22 bò. Nói chung á, thì bò này bò dỗ ha cô chú anh chị ha, 1m22 bò, thùng bọng là ok, tướng tá thì cũng khá là bự con đó cô chú anh chị. Còn con sinter á, không phải sinter nữa nhưng mà nó cũng là kêu là con sin đây ha, thì nó không có đòi nọc, cũng không có cấy chữa gì, thì bò này làm đám rất là hết sảy luôn cô chú anh chị. Thịt thà còn đầy đủ ha cô chú anh chị, quan sát kỹ bò Vinh nha. Nói chung là làm đám tiệc thì mấy bò này là kiếm hơi cực kiếm ha, thịt nó rất là ngon, nó không thuộc dạng như già, cũng không có phải như là trắng thịt như là mấy bò mà nhỏ nhỏ cô chú anh chị, vừa tầm ha. Vú mồm là quan sát rất là kỹ mới thấy ha. Nhỏ xíu à cô chú anh chị xem ha, chưa giựt sệ bên nào hết trơn á, còn đầy đủ giống như là bò tơ bò nhỏ tháng gì đó cô chú anh chị. Rồi bò Vinh xin báo lại cái chiều cao ha cô chú anh chị ha, con sin á là 1m1, còn con 3B á, 3B F1 nè cô chú anh chị, con này nè là 1m22 bò ha. Thì giá tiền của cặp bò này á thì bò Vinh xin báo luôn ha là 19 triệu ha. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Bò thì một con á thì có thùng có xác, bò này dỗ thì cắp tóc luôn cô chú anh chị. Bò này nè 1m22 bò, nó tướng cũng khá lớn á. Còn con sin thì có thể mình bắt về mình thịt liền cũng được ha. 19 triệu cho cặp bò này thì cô chú anh chị xem xét kỹ giùm cho bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuyển tiếp theo qua lô số 9 ha. Rồi trước mặt của cô chú anh chị là mẹ con Angus ha. Con mẹ chiều cao của nó là 1m18 bò, và con cái con á, cái kem là chiều cao là 1m06 bò. Con bò mẹ là bên giò bên trái giò sau á, là bị giựt giò ha, một số nơi kêu là cổ xạ đó cô chú anh chị. Thì bò bị giựt giò thì ăn uống bình thường, cũng bình thường thôi, nhưng mà nói chung về vấn đề làm giống á, thì coi như là mình cũng không có cần thiết nữa ha cô chú anh chị. Một số nơi anh chị nào mà có thú y giỏi tay nghề cao á, thì có thể mổ để hết cái bệnh này ha cô chú anh chị, cái tật này. Nhưng mà nói chung thì bò rẻ mà, nên cũng không cần thiết để làm những cái chuyện như thế này. Thì bò Vinh bán á, thì là bán bò thịt bò sát thôi. Còn anh chị nào mà thích bắt con về để lấy máu Angus á, thì con này nghiêm chỉnh sạch sẽ, rúng yếm có thừa nè cô chú anh chị, cũng ngon lành thôi, móng giò màu hồng luôn, mặt mũi thì cũng giống như bò mẹ thôi. Nguồn tinh của nó thì kem ha cô chú anh chị ha, kem cấy đàng hoàng. Thì con á, thì đương nhiên làm giống sau này thì ok, còn con mẹ thì bò mẹ thì cô chú anh chị có thể nuôi mập mập làm đám hoặc là sanh sữa như thế nào đó, anh chị lái chài có thể sanh sữa được thì có thể alo cho bò Vinh nha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị nữa, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Mẹ con Angus này bò Vinh xin bán với cái giá là 13 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị có thể xem xét bắt cho bò Vinh nha, bò Vinh rất là cảm ơn ha. 13 triệu 500 ngàn cho con bò mẹ là 1m18 bị cổ xạ bị giật giò đó cô chú anh chị, và con nghé khá là bự rồi, 1m06.
thì anh chị có thể xem xét lấy giống thì có thể bắt con cũng được ha. Rồi bây giờ mình chuyển tiếp theo nữa là qua lô số 10 ha cô chú anh chị ha. Rồi ở lô số 10 này thì gồm có mẹ con được kem, thì con mẹ là con xin khú sắc ba ha cô chú anh chị ha, chặng ba, chiều cao của nó khá là khiêm tốn đó, tầm 1,08 m bò ngay chỗ quằn đó cô chú anh chị. Tầm một bò này tầm khoảng 6-7 lứa rồi, và nghé đực thì cực kỳ đẹp như là bò F2 vậy đó cô chú anh chị. Nghé đực chiều cao là 9 tấc 8 là gần mét rồi, và nói chung á thì mẹ con này nó khá chênh lệch nhau, nhìn tưởng giống như là không phải mẹ con vậy ha cô chú anh chị. Nó xin khú này thì mặc dù là nhiều lứa nhưng mà đi đứng cũng còn rất là khỏe mạnh nè cô chú anh chị, chạy ầm ầm luôn. Bò này thì lội đồng là cực kỳ, khi mà đi bắt á, thì bò này ngoài đồng ha cô chú anh chị, cuộc cho ăn cỏ thôi, còn nghé thì giống như là bò F2 vậy. Bò mẹ khá là mắc sữa đó cô chú anh chị. Thì mẹ con này anh chị nào thích xài bò đực thì bò Vinh vẫn có thể tách ra được bình thường ha, nghé đực lớn rồi không có nhỏ nữa, nên là cô chú anh chị nào thích xài nghé đực thì xài, xài con bò mẹ thì xài ha, bò Vinh có thể tách ra được hết. Thì mẹ con này bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha, giá tiền của nó là 15 triệu 500 ngàn ha, 15 triệu 500 ngàn cho bộ mẹ con này. Thì chiều cao bò Vinh xin nhắc lại nha, con nghé đực á, là một gần mét đó cô chú anh chị, 9 tấc 8 ngay chỗ thấp nhất của nó ha, còn con mẹ, con bò mẹ đó thì là 1,08 m ngay chỗ quằn nhất của nó ha, bò mẹ tầm khoảng 6 lứa. Rồi 15 triệu 500 ngàn ha, nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ mình chuyển qua lô số 11 ha. Ở lô số 11 này á, thì là mẹ con cái kem, và con bò mẹ là 1,17 m bò ha, và con cái kem là 9 tấc. Thì nói chung mẹ con này á, thì nó cũng thuộc dạng như lấu lấu phèn phèn thôi, giá tiền của nó khá là mềm mỏng đó cô chú anh chị, không có bao nhiêu tiền đâu. Anh chị nào mà xài bò đám, bò tiệc hoặc là các bê cạo nhỏ thì cũng có thể xé ra bắt bình thường nha cô chú anh chị. Bò mẹ thì cũng tầm khoảng là 5 lứa, và con nghé thì tầm khoảng là 4 tháng. Con bò nghé thì nó cũng khá là tròn bò nè, anh chị nào làm bê nhỏ thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. Còn con bò mẹ thì thịt thà, thì theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy ha, cũng còn chút đỉnh thịt thà, cũng khá là mướt bò, thùng bọng cũng có, phẩm thì cũng khá là nhiều nè ha cô chú anh chị. Anh chị làm bò thịt thì cũng chú ý bò này giùm bò Vinh nha. Thì mẹ con này bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết á, giá tiền của nó là 13 triệu ha, 13 triệu. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Nói chung á, thì mẹ con nhưng mà bò Vinh vẫn có thể tách ra được bình thường ha. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha, con bò mẹ là 1,17 m bò, còn con nghé là 9 tấc. Thì video tới đây cũng khá là dài rồi, bò Vinh xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo, cho cái ngày gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.